NATO đang chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Nga. Ukraine không còn binh lính để chiến đấu tới cùng. Nga nói nhiều binh lính Ukraine đầu hàng. Xung đột Trung Đông gây hại cho Tổng thống Biden. Israel tiếp tục oanh tạc Gaza sau khi hoãn ngừng bắn. NATO đang chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Nga. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel ngày 23 tháng 11 tuyên bố tất cả các quốc gia thành viên NATO, trong đó có Cộng hòa Séc, đều coi Nga là mối đe dọa quân sự lớn nhất và NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao có thể xảy ra ở châu Âu. Điều này nghĩa là cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến như vậy với các điều kiện thực tế và tất cả các lực lượng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao có thể xảy ra ở châu Âu. Ông cũng khẳng định NATO không muốn điều đó xảy ra, nhấn mạnh những dự báo về một cuộc xung đột như vậy là lời cảnh báo thực tế, nhưng không phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ông Pavel nhấn mạnh, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng việc Ukraine thành công là vì lợi ích sắp tới của chúng tôi, đồng thời mô tả chính sách hỗ trợ cho Kiev là một bước đi tự nhiên của con người. Trước đó một ngày, nguyên thủ các quốc gia thuộc nhóm Visegrad, một liên minh văn hóa và chính trị gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Ba Lan, được gọi là nhóm V4 hoặc Bộ Tứ Châu Âu, đã tập trung tại phủ Tổng thống Cộng hòa Séc để họp thượng đỉnh và thảo luận về các vấn đề quốc tế cấp bách nhất hiện nay, bao gồm các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cũng như tương lai của EU. Trong khi Cộng hòa Séc và Ba Lan là những nước ủng hộ Ukraine, thì Hungary lại liên tục từ chối gửi vũ khí cho Kiev, đồng thời chỉ trích chính sách của EU, cho rằng điều này chỉ gây tổn hại cho khối. Chính phủ Slovakia cũng từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi thủ tướng mới đắc cử Robert Fico thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, đó là không cung cấp dù chỉ một viên đạn pháo với Ukraine. Ukraine không còn binh lính để chiến đấu tới cùng. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, số binh lính đào ngũ ra khỏi lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng gấp 10 lần. Họ đã kiệt sức vì các cuộc giao tranh. Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề trong tuyển quân. Người dân không muốn hy sinh vì chính quyền Kiev. Họ tránh việc huy động quân bằng mọi cách hoặc đào ngũ. Năm 2021, Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở 117 vụ án hình sự về đào ngũ. 2028 tình tiết khác được đánh giá là từ bỏ trái phép đơn vị quân đội hoặc nơi phục vụ, tức là người đó đã rời đơn vị nhưng có ý định quay trở lại. Trong 9 tháng năm 2023, 4.638 binh sĩ đã trốn khỏi lực lượng vũ trang Ukraine, khoảng 10.940 người tạm thời bị bỏ lại tại mặt trận và 161 người tự sát. Những người lính đào ngũ bị kết án từ 5 đến 8 năm tù. Trước khi xung đột nổ ra, những trường hợp như vậy thường kết thúc bằng thỏa thuận hoặc nhận án tù treo. Sự mệt mỏi vì phải chiến đấu ngày càng tích tụ trong mỗi người bởi tổn thất về nhân lực là rất lớn. Nhiều đơn vị chiến đấu thiếu 30-40% nhân lực và hầu như khắp mọi nơi đều có tình trạng đào ngũ. Các binh sĩ, trung sĩ và sĩ quan giả bệnh cố gắng ở lại sở chỉ huy và các đơn vị hậu phương miễn là họ không ở tiền tuyến. Một cựu quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, Anton Amosov cho biết, giờ đây không có ai muốn ở chiến trường, không còn ai hét lên vì tổ quốc, thay vào đó họ hỏi quê hương của ai. Theo Amosov, tất nhiên những binh lính Ukraine có sự căm ghét với Nga, tuy nhiên họ ngày càng bất mãn về những gì mà giới lãnh đạo đang làm. Nga nói nhiều binh lính Ukraine đầu hàng trước lá chắn phòng thủ. Theo trang tin quân sự Aviapro, tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine khi đối mặt với hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga đã mất đi động lực chiến đấu. Điều này khiến một số lượng đáng kể quân nhân Ukraine chọn con đường đầu hàng thay vì tiếp tục chiến đấu. Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể trong một tháng giao tranh vừa qua. Bộ trưởng Shoigu tuyên bố, tổng cộng kể từ đầu tháng, đối phương đã mất hơn 13.700 người, khoảng 1.800 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự khác nhau. Bộ trưởng Shoigu xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine không thành công khi tiến hành chiến dịch đổ bộ theo hướng Kherson. Ông cho biết thêm, mọi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tiến hành chiến dịch đổ bộ theo hướng Kherson đều không thành công. Do hành động chủ động và chuyên nghiệp của quân nhân Nga, các đơn vị thủy quân lục chiến và lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga đang kiểm soát các vị trí dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực hoạt động quân sự và dần dần cải thiện vị trí của họ.
xung đột Trung Đông gây hại cho Tổng thống Biden. Tờ Guardian cho rằng Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với các vấn đề do quan điểm của Mỹ liên quan đến sự leo thang mới của cuộc xung đột Palestine-Israel ở Trung Đông. Theo nhà báo Mỹ Moira Dangan, sự ủng hộ của Washington dành cho Israel dẫn đến việc mất đi các cử tri trẻ, những người cấp tiến cũng như người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo. Bài báo viết, Biden ở trong tình thế tuyệt vọng và tỷ lệ tán thành dành cho ông ấy giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay 40%. Cuộc thăm dò cho thấy ông có mối quan hệ đặc biệt kém với các đảng viên dân chủ và cử tri trẻ. Nhiều người trong số họ không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề, làm bộc lộ rạn nứt ngày càng tăng trong nội bộ đảng. Cuộc tấn công của Israel vào người Palestine ở dải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Sự ủng hộ cứng rắn đối với cuộc chiến của Israel rất mãnh liệt và những lời lẽ của Nhà Trắng thường tỏ ra thờ ơ hoặc hoàn toàn thù địch với những lo ngại về số phận của thường dân Palestine. Nhà báo Dangan lưu ý, Tổng thống Biden thuộc thế hệ có thể nhận thức sâu sắc hơn về tính dễ bị tổn thương của người Do Thái. Giới trẻ Mỹ nghĩ nhiều hơn về cuộc chiến chống khủng bố vào đầu thế kỷ 21, về sự kiện 11 tháng 9 và những cuộc chiến trả thù thảm khốc tàn bạo và rốt cuộc là vô nghĩa mà chính Mỹ tham chiến. Mỗi bên bắt đầu từ những gì họ tin là những bài học cuối cùng trong thời đại của mình, thế kỷ 20 đối với Biden và thế kỷ 21 đối với những người ủng hộ ngừng bắn. Kết quả của cuộc bầu cử sắp tới có thể phụ thuộc vào việc họ có thể tìm thấy nhau kịp thời hay không. Israel tiếp tục oanh tạc Gaza sau khi hoãn ngừng bắn. Gaza tiếp tục rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin giữa Israel và Hamas bị trì hoãn thêm ít nhất một ngày nữa. Quân đội Israel ngày 23 tháng 11 cho biết đã tiến hành 300 cuộc không kích nhằm vào dải Gaza trong vòng 24 giờ qua, nghĩa là một ngày sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin. Israel cho biết thỏa thuận này sẽ chưa được áp dụng, ít nhất là tới ngày 24 tháng 11. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Yachi Hanebi cho biết trong một tuyên bố giữa đêm, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thả con tin. Theo thỏa thuận ban đầu, các con tin sẽ chưa được trả tự do, ít nhất cho đến 24 tháng 11. Theo thông báo mới nhất từ Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo thỏa thuận, Hamas đồng ý trả tự do cho 50 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mà lực lượng này bắt giữ từ Israel đưa về Gaza trong vụ tập kích hôm 7 tháng 10. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine đang bị giam giữ từ các nhà tù tại nước này. Cả hai bên đều tuyên bố sẽ quay lại trận chiến ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.